Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp đua Dailymotion Alpha Team, dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng bộ đề sau rất là cao cấp là Tiagra gạt đĩa trước 105. Xe có 10 tầng líp và 2 tầng đĩa. Bánh 700C, bánh bi vòng cuối lỗ. Và cái giá bán em đang bán tại cửa hàng thì cũng là 10.800.000 cho một mẫu xe đạp rất là đẹp, khung sườn. Đã được mài đi những cái mũi hàn và phủ sơn lên cực kỳ đẹp, rất là bóng mượt. Sơn xi các thứ là nguyên bản còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể. Đều nhìn và chiếc xe này có công nghệ nhôm là 6061, một cái loại nhôm mà rất là bền, chịu cường độ cao. Model Alpha Team. Cái Alpha Team này một cái đội ngũ phát triển về nhôm, một đội ngũ phát triển về nhôm trên dòng xe đạp thể thao các bác nhé. Nó đã sáng thiết kế cái khung này rất là đẹp, khí động học cùng khung dẹp, dây phanh thì là chạy âm sườn, dây phanh chạy âm sườn. Bộ đề sau là Tiagra với 10 tầng líp và gạt đĩa trước là Shimano 105 với 2 tầng đĩa, cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Cặp vành nhôm và được mạ một lần nữa, mạ chrome ở đây rất là đẹp. Nhìn màu nó tôn dáng chiếc xe lên rất là đẹp. Bánh 700C. Mayo là bánh bi vòng cuối lỗ, chạy bạc đạn và có cuối lỗ. Một chiếc xe cấu hình rất là cao, cọc yên MS Mỹ, cọc yên carbon. Phần ghi đông cũng được trang bị đôi tay lắc Tiagra. Tiagra hai bên, phanh ba mảnh. Mà giờ trước cũng là được chạy bánh bạc đạn luôn các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53cm. Thì chiếc xe này có cái gióng ngang nó khá là dài, phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi được phù hợp. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.